Thưa quý vị và các bạn, để việc đưa đón con em Quảng Trị trở về quê trong đợt 2 diễn ra thuận lợi, an toàn, ngay trong ngày hôm nay, đoàn công tác tiếp nhận vận chuyển con em Quảng Trị đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trở về Quảng Trị, cùng phối hợp với các đơn vị vận tải đường sắt tại Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai thống nhất các phương án cho hoạt động ngày mai. Theo đó, việc đưa đón sẽ được đón tiếp vào lúc 9 giờ và 13 giờ 20 phút tàu khởi hành vào ngày 14 tháng 8. Tại ga Sài Gòn, đoàn sẽ tiếp nhận đưa đón 311 người. Việc phân luồng, hướng dẫn, thực hiện quy trình y tế được chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn chuẩn bị chu đáo. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân được ưu tiên hàng đầu, nên chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác. Chúng tôi cũng phối hợp rất là chặt chẽ và chúng tôi thấy rằng là các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị đã rất là kỹ trong cái việc mà tổ chức như thế này. Chúng tôi sẽ phối hợp hết mức có thể để làm sao cái quá trình tổ chức đưa đón công dân của Quảng Trị về quê được tuyệt đối an toàn. Đoàn chia ra 3 tổ đón con em Quảng Trị ở 3 ga, gồm ga Sài Gòn, ga Dĩ An Bình Dương và ga Long Khánh Đồng Nai. Điểm đặc biệt trong đợt 2 này là có đến 140 phụ nữ mang thai. Do đó, đoàn công tác chủ trọng triển khai những phương án cụ thể, chi tiết để hành trình diễn ra thông suốt và đảm bảo. Trước khi đoàn chúng tôi đi cũng đã đề cập đến phương án này. Sáng nay làm việc với tại ga Sài Gòn thì chúng tôi đề cập vấn đề này với ga Sài Gòn. Thì họ đã chuẩn bị cho một phần hai toa dùng cho việc để xử lý khi là ốm đau đột xuất này, có lẽ là sinh nở đột xuất này, và một số cái tình huống khác để cho là y tế phục vụ những cái trường hợp bất khả khác trên tàu. Việc đưa đón con em Quảng Trị về quê đang được thực hiện nghiêm ngặt, an toàn và đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, các thành viên trong đoàn ở các sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Sở Y tế và Công an tỉnh đang rà soát lại những khâu cuối cùng trước khi đón bà con lên tàu vào sáng mai 14 tháng 8.